ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Tặng em nè. Trời ơi, giờ thơm hửi coi. Em biết cái mùi này, sao chị biết em thích mùi này vậy? Trời ơi, nói gì không sợ chị buồn hay sao á. Mặc dù chị với em á không có cùng huyết thống, không có cùng cha mẹ gì, không có cùng dòng họ gì hết trơn, nhưng mà chị là chị dâu em, bước chân vô ngôi nhà này là chị phải điều tra được em thích cái gì, em không thích cái gì chứ. Đúng trời không? Ơi. Không không? Trời ơi, thích quá. Chị đúng là tinh tế thiệt luôn á. Chứ sao? Cảm ơn chị. Ê Kim Anh. Dạ. Chị hỏi cái coi. Dạ. À, dạo này chuyện học của em sao rồi? Em vẫn học bình thường mà. Sao vậy chị? Một tuần học mấy buổi? 5 buổi đó. Em với thằng Tùng á, hai đứa học có gần nhau. Dạ gần. Gần hả? Dạ. Đó, chị đang tính nói cái chuyện đó đó. Em với thằng Tùng học gần nhau. Mà thằng Tùng là ai? Thằng Tùng là anh ruột của em. Thì nó phải biết bảo ban em gái nó chứ. Thì giống như là ý chị nói đây là nó phải biết đưa đi đón về em gái của mình. Chứ có đâu mà để em lang thang có một mình vậy. Học từ chỗ này qua chỗ nọ mệt muốn chết, phải cần có người chở. Đúng không? Mà rủi dọc đường em bị đụng xe. Ê! Không phải, ý chị nói là dọc đường em bị bể bánh xe. Thì có thằng Tùng nó là đàn ông đàn an, thì nó phải giúp đỡ em chứ. Đâu có sao đâu. Hả? Mấy chuyện đó mình em làm cũng được mà. Không, cần giúp đỡ đi. Cần. Thôi, mất tự do của em lắm. Không, em muốn mà, đúng không? Em muốn. Không. Muốn. Trời, chị mắc cười quá à. Tự nhiên ép làm những điều em không muốn là sao? Muốn đi, muốn, đúng không? Không. Muốn. Không. Muốn đi, muốn. Muốn gì? Cho chị mượn xe. Trời đất ơi. Thôi. Thôi, cho chị mượn xe đi mà. Đi, năn nỉ nha. Ờ, ok luôn, ok. Khoan. Gì? Với một điều kiện. Điều kiện hả? Ừ. Nói đi, chị chịu hết. Chị mua xe mới cho em nha. Trời ơi, tưởng chuyện gì dễ quá. Chị sẽ mua xe mới cho em. Cảm ơn em, cảm ơn em. Mừng quá, mừng quá. Trời đất ơi. Xuất sắc luôn á. Mặc vô, em mặc vô. Ui, ui. Coi coi, dễ thương chứ sao mặc vô cái vừa y luôn mà ơi. Sao em thấy cái phong cách này nó làm sao á anh ơi. Sao anh cũng vậy nè, phong cách gì đẹp lắm em hiểu không? Nhưng mà nó không hợp với em. Hợp lắm, cái này là hàng độc quyền này. Riêng em thôi. Độc quyền hả anh? Ừ. Vậy là trên thế giới có một cái duy nhất hả? Ai nói? Anh mới nói đó. Nói nào? Anh mới nói tức thì hàng độc quyền. Thì đúng rồi, độc quyền riêng em. Em mặc sai gì? Xem mờ. Thì đó, riêng em, cái này là em, cái này là em mờ. Em mờ xem mờ. Hiểu không? Ừ, mà sao tự nhiên hôm nay anh tốt anh tặng em cái áo vậy? Có gì đâu, anh em mình mà như thể tay chân với nhau mà. Dạ, cảm ơn anh. Đúng không? Dạ. Mình thương nhau, mình giúp đỡ nhau. Thí dụ có áo anh tặng cho em. Nếu không biết gì chuyện đó em không phải khách sáo với anh, hiểu không? Dạ, cảm ơn anh nhiều. Thì thích rồi ha. Dạ thích. Anh em với nhau mà. Dạ. Bây giờ anh tính vậy ha. Dạ sao? Bây giờ xe của em á là anh lấy anh đi, còn em đi chung xe Kim Anh nha. Hả? Anh nói sao em không hiểu? À, chưa nghe hả? Là em thích rồi cái áo đúng không? Dạ dạ thích. Rồi bây giờ là xe của em, anh lấy anh đi, còn em đi chung với xe Kim Anh nha. Trời anh Tiếu Lâm dễ sợ. À, vậy? Anh rảnh không? Anh đang rảnh. Cầm lại cái áo đi. Ủa, cái áo này em bữa mặc rồi ha, em thấy rõ ràng ha, mày đặt lột cho em làm như tưởng tốt lành lắm vậy. Chú trời ơi. Đẹp không à, cái áo à, mặc mới 3 lần ha. Thằng này thông minh dữ vậy. Anh Hải, sao rồi? Sao rồi? Anh nói chuyện của anh đó hả? Anh sao rồi? Anh sao rồi? Em sao rồi? Em thua rồi. Không được gì cả. Nhưng mà còn anh? Mém thắng. Mém thắng là mém sao? Là thua đó.
Thì chú nói vậy cho Quanh Liệt á hả? Chứ sao nữa? Quanh Liệt cái đầu ông á khùng hả? Thua thì nói thua mà đặt Quanh Liệt vô dụng. Chắc bà hữu dụng. Nhưng mà ít ra em cũng hả giao kèo được với con Kim Anh một điều kiện. Được, được. Giao kèo. Nếu như mà nó cho mình mượn xe thì mình sẽ mua cho nó một chiếc mới. Thông minh quá, thông minh quá. Và bà có hứa là mua cho nó chiếc mới không? Thì đó, em mới nói đó. Là có hứa không? Có hứa. Ngu ngốc. Sao mày chửi tao mày? Mày ngu quá, mày ngu quá con vợ à. Bây giờ mày mua xe mới cho nó. Rồi sau đó mày mượn lại cái xe cũ của nó. Tính ra nó có hai chiếc xe. Tao không mày không có chiếc nào. Mày thấy mày ngu chưa? Sao em ngu quá vậy ta? Vậy không được, vậy không được đúng không? Không có được. Bây giờ là mình phải tương kế tụ kế. Thì ra là vậy. Là sao? Em nói thì ra là vậy. Ủa anh chưa nói gì mà. Thì đáng lẽ anh phải nói cái kế của anh xong rồi em mới nói cái câu đó. Mà tại anh chưa nói cái kế của anh cho nên em nói trước cái câu đó luôn. Em tính trước luôn á. Thôi được. Bây giờ anh tính vậy nha. Bây giờ á, thay vì mình mua chiếc xe mới cho nó rồi nó cho mình mượn lại chiếc xe cũ thì mình sẽ mua luôn chiếc xe cũ của nó. Sau đó mình bù tiền thêm cho nó để nó mua đi chiếc xe mới. Chắc chắn là con Kim Anh nó sẽ chịu bởi vì nó rất là tham tiền. Mày còn ngu muội hơn tao đó. Ôi đất ơi. Mệt quá. Con đừng ngồi liền, con đừng ngồi liền, con phải đứng. Ra đây. Con nhảy đẹp quá à. Thiệt luôn á. Trời ơi, đó là mới nhảy tập thể dục thôi mà đã đẹp vậy luôn á. Ôi, không biết lúc con nhảy thiệt nó đẹp sao á. Mẹ này, chọc con hoài á. Mẹ nói thiệt. Mẹ nhảy đẹp không? Đẹp. Vậy mẹ nhảy chung với con đi. Ôi, mẹ không có nhảy được, mẹ già rồi mẹ không có nhảy được kiểu này. Nhảy đi giảm cân. Mẹ sẽ giảm cân bằng cách khác. Tại vì mẹ già rồi mẹ nhảy kiểu này hồi mẹ bị hụt hơi. Trời ơi, mẹ nhát quá à. Nhảy giống con nè. Trời ơi, Phật, con mẹ đẹp quá. Mẹ. Gì vậy? Mẹ có thấy nó no đâu mẹ? Nó là cái gì? Thấy cái gì? Thấy cái quần. Mất dạy. Ủa sao mẹ chửi con? Tại sao con lại thấy cái quần là sao? Trời đất ơi, anh quá. Ủa? Đáng lắm nha. Anh quá đáng gì thì có sao nói vậy thôi chứ. Con mới nói cái gì? Thấy quần. Thấy chưa, nó chửi vậy nữa. Con đồ lại luôn vậy đó hả? Hải, con bị thần kinh nặng quá vậy? Nè, gặp em nha là em tán cho anh một cái đó nha. Tại sao lại tán anh? Anh hổn với mẹ. Hổn nào? Anh nói mẹ thấy cái quần. Thì sáng giờ kiếm cái quần không thấy thì phải gặp mẹ hỏi. Mẹ ơi, mẹ có thấy cái quần không? Chứ còn vậy là hổn hả? Là ý là con hỏi mẹ là có thấy cái quần của con không hả? Đúng rồi, thì mẹ hỏi con thấy con kiếm gì, con thấy cái gì? Thì nó là thấy cái quần, là hỏi nó kiếm thấy cái quần. Bây giờ cái giờ mẹ nói mẹ với em chửi mất dạy à. Chửi người ta vậy kì vậy. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.